Nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất hàng ngày của bà con nhiều địa phương tại Bắc Trung Bộ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 đã kết thúc. Từ năm sau sẽ có những thay đổi ra sao? Học sinh cần chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi 2025? Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định tạm dừng các hoạt động bơi lội, lặn sen, san hô trong một số hợp phần bảo tồn biển từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 30 tháng 9 tới đây. Các điểm như là bãi Dâm, Hòn Bảy Cạnh, bãi cát lớn, Hòn Cao, bãi trước trạm kiểm lâm Hòn Tre Lớn được tổ chức như bình thường. Tại những địa điểm này, ban quản lý vườn đã gắn phao neo và cờ hiệu để cho phương tiện du lịch neo đậu, cho khách bơi lội, lặn sen san hô, nhưng tuyệt đối không thả neo trên dạng san hô. Theo các nhà khoa học, nhiệt độ nước biển tăng trên 30 độ C gây ra hiện tượng san hô tẩy trắng tại Côn Đảo và có thể trên quy mô toàn cầu từ tháng 4 cho đến tháng 10 năm nay. Thấy tài xế lái ô tô chở sản phụ đang vỡ ối, bối rối nhờ hỗ trợ vì không rành đường, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh đã lái mô tô bật còi mở đường cho sản phụ đến bệnh viện Từ Dũ. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng qua, hai chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang phân luồng giao thông thì nhận được yêu cầu hỗ trợ. Hai chiến sĩ sau đó đã bật còi, lái đặc chủng dẫn quãng đường 3 km trong chưa tới 2 phút. Ở một số đoạn đường đông đúc, chiến sĩ ngồi sau mô tô đặc chủng liên tục hô hào để các xe khác nhường đường. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, sản phụ vỡ ối khi đưa vào bệnh viện Từ Dũ đã được bác sĩ, y tá nhanh chóng tiếp nhận, hỗ trợ. Hiện sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Như chúng tôi đã thông tin, kể từ ngày mai 1 tháng 7, những tài khoản thực hiện giao dịch qua ngân hàng trực tuyến có giá trị trên 10 triệu đồng cho một lần hoặc là 20 triệu đồng trong một ngày sẽ phải đáp ứng yêu cầu về xác thực sinh trắc học đối chiếu đối với kho dữ liệu quốc gia về dân cư. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người chưa hoàn tất thủ tục xác thực này vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, quy định này là cần thiết nhằm tăng tính bảo mật cho khách hàng. Thường xuyên có nhu cầu giao dịch giá trị lớn nên bắt buộc phải xác thực sinh trắc học. Chị Loan đã thử tự thực hiện đối chiếu dữ liệu tại nhà nhưng chưa thành công. Hôm nay em đến quầy giao dịch thì em cũng có nhu cầu cần được hỗ trợ về cái việc thu thập sinh trắc học. Thực ra thì em cũng thường xuyên thực hiện những cái giao dịch chuyển tiền khá là lớn. Nên là em nghĩ là mình rất là cần thiết phải thu thập cái sinh trắc học này thì nó cũng đảm bảo an toàn hơn cho em. Những ngày gần mốc mùng 1 tháng 7, nhiều khách hàng đã được hỗ trợ ngay tại quầy giao dịch của các ngân hàng để kịp thời đáp ứng quy định mới. Sau khi hoàn tất xác thực sinh trắc học, khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản có giá trị lớn. Việc xác thực sinh trắc học, những cái khoản giao dịch mà trên 10 triệu ấy, có thể là phần nào giúp tôi an tâm hơn trong việc là bị tránh việc lừa đảo hay là có những cái khoản xác thực mà mình bị hack giao dịch các thứ mà bây giờ hiện nay tôi thấy rất là nhiều trên mạng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng chia sẻ, hiện vẫn còn nhiều trường hợp kẻ gian sử dụng chứng minh thư giả, mua tài khoản ngân hàng của người khác hoặc đánh cắp mật khẩu của người dùng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền tới tài khoản không xác thực nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, yêu cầu xác nhận bằng sinh trắc học khi thực hiện giao dịch trực tuyến sẽ giúp hạn chế tình trạng người dùng mất tiền oan bởi những hành vi lừa đảo. Có thể là người dùng bị dẫn dụ để chuyển tiền vào tài khoản đấy rồi, nhưng mà để tiếp theo để chuyển được tiền đi ấy, thì trên 10 triệu thì phải có gương mặt của chính chủ. Tội phạm mà dùng chính tài khoản của tội phạm để cho đúng mặt á, thì sẽ lưu lại dấu vết ở ngân hàng và sau này truy vết sẽ rất dễ. Còn lại về tình trạng mua bán tài khoản thì có thể mua bán tài khoản nhưng mà mặt thì không thể mua bán được, cho nên chính chủ thì khi để phải có chính chủ của tài khoản thì mới chuyển được tiền, thì cũng là góp phần ngăn chặn được cái dòng tiền gian lận. Trước băn khoăn của nhiều người về việc tiếp tục phải cung cấp đối chiếu dữ liệu có an toàn không, đại diện Bộ Công an cho biết đây là quy trình khép kín và hoàn toàn được đảm bảo. Dữ liệu thì chúng tôi sử dụng để chỉ làm tốt cho người dân, để tạo ra một cái môi trường minh bạch để cho người dân có thể là an toàn ở trên cái môi trường này. Người dân cũng phải hiểu là đây là cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phối hợp cùng với nhà nước trong cái đề án 06 chuyển đổi số. Để đảm bảo giao dịch của người dân được an toàn, hiện Bộ Công an và ngành ngân hàng đã thực hiện làm sạch 49 triệu dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, 3,5 triệu dữ liệu của các tổ chức tín dụng,
trung gian thanh toán, ví điện tử. Từ ngày 1 tháng 7, khi cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường thì người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng VNEID. Theo thông tư 28 vừa được Bộ Công an ban hành thì giấy phép lái xe cùng một số giấy tờ khác như là đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định đã tích hợp trong căn cước điện tử. Trên tài khoản định danh điện tử thì có giá trị như là kiểm tra giấy tờ trực tiếp. Bên cạnh đó, thêm một số quy định bắt buộc đối với lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ, như là khi kiểm tra phương tiện giao thông chở từ 10 người trở lên thì phải lên xe trực tiếp kiểm tra. Thưa quý vị, hôm nay thì nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và vùng nóng mở rộng, cường độ cũng gay gắt hơn. Cụ thể là ở Bắc Bộ hôm nay nắng nóng lan rộng toàn miền, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 11 đến 16 giờ và dự kiến là đợt nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ duy trì đến ngày 2 tháng 7. Còn với Trung Bộ thì nắng nóng khả năng là còn kéo dài ít nhất là một tuần tới, trong đó gay gắt nhất là hôm nay và hai ngày tới, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ nữa so với mức nhiệt dự báo, do phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Nắng nóng gay gắt, người lao động ngoài trời cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Tại Nghệ An thì hiện đang là thời điểm bà con xuống giống vụ mới, nắng nóng gay gắt đã buộc bà con phải tìm mọi cách để thích nghi. Đã hơn 8 giờ tối nhưng trên cánh đồng Lạc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, người dân vẫn miệt mài thu hoạch để kịp xuống giống vụ mới. Ban ngày trời nắng như thiêu như đốt nên bà con phải ra đồng vào buổi sáng sớm hay chiều tối để tránh nắng. Tình trạng này đã diễn ra từ đầu tháng đến nay. Gia đình ba thì làm được 2 mẫu, nhưng mà bên ngay thì nặng quá, mình phải làm bên đêm, 5 giờ ba đi, khoảng 2 giờ ba mình đi. Nghệ An là một trong những địa phương chịu tác động của nắng hạn kéo dài. 7 sao ruộng của gia đình ông Nghĩa đã bị úa vàng, còi cọc do không tiếp cận được với nguồn nước tưới. Hơn một tháng trời này là ở địa bàn Nghệ An là không có nước, bà con đầu tư vô ròng nước rất nhiều, nếu mà khả năng mà hạn hạn thêm một tuần nữa thì khả năng sẽ mất trắng. Những đồng ruộng nứt toác vì khô khát nước, những cái lúa còi cọc sau hơn 2 tháng gieo trồng. Bà con nông dân ở Nghệ An đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Nắng nóng đã kéo dài suốt hơn một tháng qua tại Nghệ An với nền nhiệt lên tới 39-40 độ C. Tuy nhiên, thực tế nhiệt độ ngoài trời vào các giờ cao điểm có thể vượt ngưỡng 42 độ C. Điều này khiến những người phải làm việc ở ngoài trời rất vất vả. Nhiệt độ thay đổi làm cho anh em công nhân là vất vả trong thời tiết, là có thể gây ra cảm cúm rồi. Nhiều người mệt quá là cũng xin nghỉ, nhưng mà anh em cũng cố gắng để cho nó hoàn thành công việc. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài ít nhất là đến thứ tư tuần sau. Để tránh say nắng say nóng, người lao động nên uống nhiều nước, mặc quần áo thoáng rộng, sáng màu để giảm bớt nóng, nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 10 đến 15 phút sau mỗi giờ làm việc. Vậy là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã khép lại. Và lúc này thì một mối quan tâm lớn của những thí sinh sẽ dự thi vào năm sau, đó là sự thay đổi ạ. Năm sau không còn thi theo chương trình 2006 nữa, để thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chúng tôi biết là quý vị phụ huynh và các thí sinh đang rất là quan tâm những sự thay đổi như thế nào để có thể chuẩn bị chu đáo cho hành trang vào đời của con em mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với phóng viên Sống Mới điểm qua một số thay đổi của kỳ thi năm sau. Đây là những thí sinh vừa hoàn thành xong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, cũng là kỳ thi cuối cùng thi theo chương trình 2006. Bắt đầu từ năm sau, các thí sinh sẽ thi theo chương trình 2018 với nhiều nội dung mới. Năm nay, các thí sinh thi 6 môn, 3 môn bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, 3 môn lựa chọn trong bài thi tổ hợp là hóa, lý, sinh hoặc sử, địa, giáo dục công dân. Nhưng năm sau sẽ giảm môn thi. 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán, 2 môn lựa chọn trong các môn ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Như vậy, từ 6 môn, năm sau thí sinh sẽ chỉ phải thi 4 môn. Thời gian thi sẽ giảm và áp lực cũng bớt đi. Dù vậy, tâm lý hồi hộp, lo lắng vẫn không tránh khỏi. Nhiều học sinh lớp 11 của các trường phổ thông đã tham gia vào đội tiếp sức mùa thi năm nay, một mặt để hỗ trợ cho các thí sinh,
mặt khác để làm quen với không khí thi cử mà năm sau mình sẽ bước vào. Vì là bọn em là năm đầu tiên mà sẽ được thi đề thi theo chương trình mới ạ, cho nên là bọn em sẽ không thể nào tránh khỏi mà có những cái cảm giác nó khá là tò mò và mông lung, không biết là mình sẽ gặp phải cái dạng đề thi như thế nào. Em cũng cảm thấy rất là vui vì hôm nay em đã có cơ hội ở đây để có thể hiểu hơn về quá trình đi thi để năm sau em sẽ không bị bỡ ngỡ và kiểu cảm giác là lo lắng quá. Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung. Chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong giai đoạn từ 2025 đến 2030, kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Sau năm 2030, sẽ bắt đầu triển khai thi trên máy tính ở những địa phương có điều kiện. Và để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặc biệt tập trung vào việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi. Bộ đã mời các chuyên gia trong nước và cả nước ngoài để có thể ra một cái ngân hàng đề thi phong phú hơn. Gần 3.600 cán bộ, giảng viên, giáo viên trên cả nước đã tham gia một khóa tập huấn trực tuyến về khảo thí. Đây là một sự thay đổi mang tính chiến lược, bởi trước đây chỉ đến kỳ thi thì các chuyên gia mới tập trung làm đề. Từ Mỹ, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về cách xây dựng ngân hàng câu hỏi, thiết kế đề thi. Chúng tôi đang sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng những bài kiểm tra, đảm bảo tính nghiêm ngặt và chính xác. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cách thức xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu cá nhân hóa cũng như phân tích dữ liệu lớn. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đổi mới từ lớp 1 đến lớp 12. Thế nhưng với các học sinh năm sau thi tốt nghiệp, các em chỉ học chương trình mới từ lớp 10. Như vậy, đề thi sẽ phải thiết kế phù hợp. Thì chúng ta cũng sẽ không thể đòi hỏi nhiều bằng những em học sinh mà được học từ sớm hơn. Ví dụ như các em học đầy đủ cả cái chương trình 12 năm. Do vậy nên là cũng phải tính toán để phù hợp. Cũng không làm sao để không vượt quá cái mức mà các em được học, thì cái việc đó là phải hết sức là tránh. Trong số 4 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 2025, chỉ môn ngữ văn thi tự luận, còn lại sẽ thi trắc nghiệm. Đã có những lo ngại về chất lượng để thi trắc nghiệm khi mà thí sinh có thể chỉ điền bừa cũng vào đáp án đúng. Trong đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Bộ Giáo dục công bố tới các nhà trường, học sinh có hai dạng trắc nghiệm mới, đó là trắc nghiệm đúng, sai và câu hỏi điền đáp án. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, việc này đòi hỏi thí sinh phải có năng lực, kiến thức, kỹ năng toàn diện mới đạt điểm tối đa, hạn chế việc dùng mẹo. Mục tiêu của kỳ thi năm sau là sẽ đánh giá được đúng vào năng lực, phẩm chất của thí sinh, chứ không chỉ là về kiến thức. Trên thực tế thì nhiều năm qua, việc ra đề thi, đặc biệt là môn ngữ văn, sẽ chỉ tập trung vào các tác phẩm trong sách giáo khoa. Cũng vì thế mà xảy ra những chuyện như là học tủ, đoán đề và một phần dẫn đến những nghi vấn về lộ đề thi khi mà những đồn đoán trên mạng xã hội lại có thể trùng với tên của tác phẩm được lựa chọn trong đề thi chính thức. Từ năm sau, đề thi môn ngữ văn có thể lấy ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Việc này cũng trở thành mối quan tâm rất lớn của các thí sinh. Đây là sách giáo khoa của chương trình 2006. Với môn ngữ văn, cả tập 1 và tập 2 thì có tổng cộng khoảng 28 tác phẩm và văn bản đọc thêm. Việc ra đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chỉ tập trung trong các tác phẩm của sách giáo khoa. Nhưng với chương trình 2018 thì hoàn toàn khác. Chương trình có tới 3 bộ sách khác nhau: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều. Việc ra đề thi lúc này nếu chỉ dựa vào sách giáo khoa sẽ là rất khó, khi mà học sinh học sách giáo khoa bộ Cánh diều thì lại không học sách Kết nối tri thức với cuộc sống, cũng không học sách Chân trời sáng tạo. Đề thi từ năm 2025 có thể sẽ không lấy bài nào trong sách giáo khoa mà lấy từ các tác phẩm bên ngoài. Cũng có nghe cái thông báo nói qua về vấn đề là sẽ nhập thêm một số những cái kiến thức ở bên ngoài để đưa vào mà nó không nằm ở trong cái nội dung giáo dục. Em nghĩ là nếu mà để mà đưa vào như thế thì nó sẽ rất là vất vả cho các cháu. Có cái mặt lợi là sẽ giúp cho bọn em sẽ phát triển được cái khả năng sáng tạo cũng như những cái tư duy và những cái ý tưởng mới của mình không bị bỏ bó theo một khuôn mẫu trong sách giáo khoa, nhưng mà kiến thức sẽ khá là trải dài, sẽ khá là rộng. Ngay trước kỳ thi năm nay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lộ đề thi môn ngữ văn.
Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an đã vào cuộc, xác minh được đối tượng và khẳng định không có chuyện lộ đề thi. Thế nhưng, khi so sánh đề thi chính thức và tin đồn trên mạng xã hội thì đều có câu hỏi về bài thơ Đất nước. Một lần nữa, Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định số lượng tác phẩm văn học trong chương trình hiện hành và phạm vi ra đề là có giới hạn. Do đó, việc suy đoán đúng tên tác phẩm trong đề thi là ngẫu nhiên và có thể xảy ra. Tuy nhiên, đề thi sử dụng một phần hay toàn bộ tác phẩm, cách ra yêu cầu với thí sinh là hoàn toàn khác biệt với suy đoán trước đó. Với đề thi từ năm 2025, việc không lấy ngữ liệu trong sách giáo khoa có thể hạn chế việc học tủ, đoán đề của thí sinh. Sẽ khắc phục cái việc mà đoán tác phẩm, đoán tác giả, học tủ, học vẹt, và nó tạo cho thí sinh một cái sự chủ động, năng động, sáng tạo. Và đúng như chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là hình thành rèn luyện và phẩm chất năng lực của học sinh. Và nếu các em có trong quá trình học tập tích lũy đầy đủ cái phẩm chất năng lực thì bất cứ cái ngữ liệu gì, dù là trong sách giáo khoa hay là những tài liệu thông thường khác mà được đưa vào để trở thành đề thi thì đều có thể thực hiện được theo cái đáp ứng của mình. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục có những hướng dẫn chi tiết đến các nhà trường để việc dạy và học đáp ứng được cách ra đề thi mới. Việc ra đề cũng sẽ có sự chuyển tiếp, chứ không gây bất ngờ cho thí sinh. Alo, chào buổi sáng. Nhận được phản ánh từ người dân xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, lo lắng về việc là có một mỏ khai thác cát mới hoạt động được vài tháng qua. Bởi vì thời gian gần đây khi mà lũ thượng nguồn đổ về, nước sông dâng cao, hoạt động khai thác cát tiến hành mạnh hơn, bà con e ngại sẽ khiến cho tăng nhanh tốc độ sạt lở đất bãi ven sông. Và phóng viên Alo chào buổi sáng đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu. Trên một khúc sông, ba chiếc tàu hút đang hoạt động. Cát vừa hút lên được chuyển luôn sang các tàu vận chuyển ở hai bên. Bà con cho biết các tàu này mới bắt đầu khai thác tại đây được khoảng 3 tháng nay. Người dân lo lắng khi thấy vị trí các tàu hút ở gần bờ có thể là nguyên nhân gây sạt lở bờ sông. Nếu có người ra thì người ta dịch ra, còn không có người xa ra thì người ta cày luôn vào trong bờ, lở hết đất canh tác của người dân. Bởi vì bây giờ đất còn ít quá mà cứ cho làm như này thì là hết đất, xong người dân không biết làm cái gì. Chị ngoài trước ngoài cái sòi ngoài kia nó gần 6 sào, bây giờ còn chả biết còn được 2 sào. Sạt hết từ chân dưới xuống mà. Đấy, theo cái cửa ngò này nó cũng sạt hết ở đây sạt. Coi như là mấy cái nhà đây là cũng đang bị phá. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là các tàu hút cát của công ty Hải Tiến Đạt. Theo đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Tuyên Quang, thực chất công ty này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp giấy phép khai thác, xác nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, do vào mùa khô và điều kiện không thuận lợi, nên đến tận tháng 3 năm nay, đơn vị này mới tiến hành khai thác. Cái khoảng cách tối thiểu ít nhất là phải cách bờ sông là khoảng 40 mét trở ra. Chúng ta xem hình ảnh thì hiện tại công ty đã thực hiện khai thác với cái khoảng cách là từ 50 mét. Như thế là cũng đảm bảo nằm trong cái ranh giới đã được cấp phép khai thác. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, cơ quan chuyên môn sẽ tăng cường giám sát khối lượng cát khai thác, đảm bảo đúng theo giấy phép, giám sát các yếu tố có thể gây tác động tới việc sạt lở bờ sông. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cách đây hơn một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cho phép người dân thuê vỉa hè. Điều này đã được nhiều người đồng tình ủng hộ. Vỉa hè thì cũng được sắp xếp một cách thông thoáng hơn. Chính vì vậy mà việc triển khai thu phí vỉa hè đang được tiếp tục thực hiện tại nhiều khu vực khác của thành phố, và thông tin chi tiết BTV Hạnh Phúc sẽ cập nhật đến quý vị. Xin mời anh ạ. Vâng ạ, xin kính chào quý vị. Đúng là như vậy ạ. Khi mà người dân được thuê vỉa hè thì trước tiên là các quán xá được mở rộng thêm một chút mặt bằng kinh doanh, đặc biệt là những quán nhỏ. Tuy nhiên, vỉa hè vẫn được tổ chức ngăn nắp, trật tự. Người dân và du khách có thể đi bộ dễ dàng trên phần vỉa hè được quy định. Và mới đây, quận 10 của Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đưa vào danh sách trên 20 tuyến đủ điều kiện thu phí trong thời gian tới. Tại quận 10 thì chính quyền địa phương cũng đã xác định được 28 tuyến có thể đưa vào thu phí vỉa hè. Trong đó có những con đường chính như là Tô Hiến Thành, Thành Thái, Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2. Và hiện nay thì tại các vỉa hè, chính quyền đã có những vạch kẻ mà sơn phết để trong thời gian tới triển khai chương trình này. Những vấn đề cần bổ sung trong việc thu phí vỉa hè tại quận 10 có những điểm khác biệt. Cuối mỗi đoạn cần có phương án lắp đặt biển báo, biển nhận dạng phù hợp, thống nhất trên toàn địa bàn các phường.
công bố khung giá dịch vụ trông giữ xe theo quy định của Ủy ban dân thành phố để tổ chức cá nhân có cơ sở áp dụng thực hiện. Sau hơn một tháng triển khai thí điểm thu phí vỉa hè, quận 1 là quận đầu tiên thực hiện chương trình này thì đa phần vỉa hè trên các tuyến đường được thí điểm đều khá thông thoáng. Các cơ sở, hàng quán kinh doanh từ lớn đến nhỏ đều tuân thủ quy định, tách biệt rõ ràng ranh giới dành cho việc buôn bán và đi bộ. Các tuyến đường như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Chu Mạnh Trinh tại quận 1 thì có diện mạo rất trật tự thông thoáng. Tại đây, các hộ kinh doanh buôn bán bố trí hài hòa giữa việc sắp xếp bàn ghế, xe máy trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo đủ không gian sinh hoạt, di chuyển cho người đi bộ. Cảnh sát Anh đã bắt giữ 27 người với cáo buộc lên kế hoạch gây gián đoạn hoạt động của các sân bay trên khắp nước Anh vào mùa hè này. Các đối tượng là thành viên của nhóm hoạt động vì khí hậu Just Stop Oil. 4 người đã bị bắt tại sân bay Gatwick ở London. Những người khác bị bắt giữ tại nhà riêng trên khắp cả nước, bao gồm một số thành viên cấp cao của nhóm. Tất cả đều bị cáo buộc âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng quốc gia. Tuần trước, 2 thành viên của nhóm này cũng bị bắt giữ vì phun sơn lên bãi đá cổ Stonehenge và các máy bay phản lực tư nhân tại London. Cảnh sát Anh đang đứng trước sức ép phải mạnh tay ngăn chặn những hành động phá hoại do những nhà hoạt động môi trường quá khích gây ra. Hala, ngọn núi cao nhất Hàn Quốc với độ cao gần 2.000 mét và nằm ở đảo du lịch Jeju. Tuy nhiên, ngọn núi này đang phải đối mặt với thiệt hại về môi trường từ một nguyên nhân không ngờ tới, đó chính là mì ăn liền. Du khách Hàn Quốc lên điểm du lịch này thì hay mang theo mì ăn liền để mà nấu trên đường. Nhưng hành vi xả rác sau những bữa ăn nhẹ lại gây hại cho môi trường. Văn phòng công viên quốc gia núi Hala đã triển khai chiến dịch khuyến khích người leo núi không đổ nước mì ăn liền thừa lại ở trên núi hoặc là xuống suối để bảo vệ môi trường trong sạch. Theo đó, cơ quan trên cho biết là nước dùng mì ăn liền chứa rất nhiều muối. Do đó, khi người leo núi đổ nước dùng thừa xuống dòng nước sẽ làm hại môi trường sống của các loài động vật thủy sinh. Bên cạnh đó, việc hút thuốc, vứt lại thức ăn thừa thãi và rác thải, uống rượu, băng qua đường tùy tiện và xâm nhập trái phép đều nằm trong danh sách hành vi bị cấm trên núi Hala. Những trường hợp vi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt lên tới 2 triệu won, tức là khoảng gần 37 triệu đồng Việt Nam. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, một số khu vực ở các tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Quý Châu đang có mưa lớn. Trong đó, một số khu vực có thể có mưa lớn lên tới 280mm trong vòng 24 giờ đồng hồ. Sông Trường Giang cũng đang trải qua trận lũ đầu tiên của năm nay. Trong bối cảnh, mực nước tại trạm Thủy Văn lân cận đã dâng cao thêm 20m, đạt mức báo động hôm 28 tháng 6. Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 8.000 tỷ đồng Việt Nam, để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, vật tư khẩn cấp và lập kế hoạch khi mà lũ lụt và lở đất chết người do mưa xối xả kéo dài gần 2 tuần, tàn phá nhiều khu vực. Trong khi đó, thì hạn hán nghiêm trọng ở Panama đã làm giảm đáng kể mực nước của kênh đào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến một trong những tuyến đường thương mại sầm uất nhất thế giới. Việc hạn chế tàu thuyền qua lại kênh đào Panama càng làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Cơ quan quản lý kênh đào cho biết là họ đang xem xét nhiều giải pháp, bao gồm các nhà máy khử muối đòi hỏi chi phí cao hay là tạo ra các hồ chứa mới thì lại đòi hỏi phải di rời hàng nghìn người. Giới chuyên gia hy vọng là con kênh có thể hoạt động bình thường trở lại vào năm sau. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia của Mỹ đã khiển trách Boeing vì tiết lộ chi tiết về một cuộc điều tra đang diễn ra mà chưa được cho phép. Cuộc điều tra liên quan đến chuyến bay bị bung thân cửa sổ của hãng hàng không Alaska Airlines hồi tháng 1 vừa qua. Và đầu tuần này, thì Boeing đã mời các phương tiện truyền thông tham quan và nghe họp báo về những nỗ lực cải thiện kiểm soát chất lượng của hãng. Tuy nhiên, phía ủy ban cho biết là Boeing đã vi phạm thỏa thuận khi mà cung cấp lời khai của phi công cho giới truyền thông. Quảng Trị sẽ có dự án băng tải than đá dài hơn 6 km từ Lào về Việt Nam. Dự án vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng vốn đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thì sẽ góp phần làm giảm áp lực thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế La Lay, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15D. Và toàn tuyến này thì được chia thành 7 đoạn và 7 trạm truyền tải. Giai đoạn 1 có công suất 15 triệu tấn một năm và dự kiến là sẽ được đầu tư trong năm nay. Mùa cao điểm du lịch châu Âu bắt đầu từ hôm qua trong bối cảnh khí hậu biến đổi bất thường. Đây là một chủ đề được báo chí châu lục này quan tâm những ngày qua. Đã có những đợt nắng nóng cực đoan tại các nước Nam Âu ngay từ giữa tháng 6.
Và ngành du lịch châu Âu thì trông chờ nhiều vào hai tháng, đó là tháng 7 và tháng 8, thì thậm chí đã phải dự phòng những khoản chi tiêu đột xuất nhằm giúp du khách thích ứng với điều kiện thời tiết trong hai tháng cao điểm hè. Phóng viên Lê Hồng Quang sẽ điểm qua một số bài báo trên báo chí châu Âu tuần qua về chủ đề này. Kính chào quý vị khán giả. Đầu mùa hè năm nay, các nước Bỉ, Hà Lan và Đức mát mẻ một cách bất thường, trong khi ở phía Nam châu Âu mới đầu hè thời tiết đã quá nóng bức. Nắng nóng làm cho ngành du lịch Hy Lạp thất thu, theo tờ Katimerini của nước này. Trong đợt nắng nóng bất thường giữa tháng này, thành cổ Acropolis đã buộc phải đóng cửa từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Quần thể phế tích rộng hơn 3 hecta toàn đá sỏi chứ không có cây cối, trở nên quá nóng dưới ánh nắng trời, tới mức có thể gây nguy hiểm cho du khách. Trong đợt nắng nóng ấy, có lúc nhiệt độ không khí trong bóng râm lên tới 43 độ C. Dịch vụ công cũng thêm bận rộn với du khách trong những ngày mặt trời thiêu đốt. Tờ Vesini Lister của Croatia nhận thấy trong những ngày nắng nóng giữa tháng này, số lượng du khách cần tới dịch vụ y tế tăng mạnh, hầu hết vì vấn đề tiêu hóa, mà nguyên nhân thường là do thực phẩm khó bảo quản hơn khi nhiệt độ lên cao bất thường. Mùa hè châu Âu vừa mới bắt đầu. Người châu Âu được nghỉ phép mỗi năm 5 tuần, thường đi chơi hè vài tuần. Với những gia đình có trẻ em thì dĩ nhiên là vào tháng 7 hoặc tháng 8 lúc học sinh nghỉ hè. Đi nghỉ ở đâu, có quay lại nữa không, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Tờ El Economista ra tại Tây Ban Nha tuần trước có bài sóng nhiệt ở Tây Ban Nha làm giảm 14% lượng khách du lịch quay lại. Bài báo viết, nếu đã từng đi nghỉ ở Tây Ban Nha và rơi vào đợt nắng nóng cực độ, cao hơn 8 độ so với mức trung bình, thì người Anh và người Mỹ thường là không muốn quay lại lần nữa. Bài báo viết rằng du khách quay lại có mức chi tiêu hàng ngày cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn so với du khách tới lần đầu. Ngành du lịch đóng góp 13% tổng sản phẩm nội địa của Tây Ban Nha. Thế mà năm nay, theo bài báo, trong mùa cao điểm, cụ thể là vào tháng 7 và tháng 8, dự báo sẽ nóng hơn 3 độ so với mức trung bình hàng năm. Ước tính khách du lịch tới Tây Ban Nha sẽ giảm gần 10%. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Vâng, còn chính phủ Nhật Bản thì đang để ngỏ khả năng tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối khi mà đồng yên dao động ở mức thấp có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản. Và động thái này thì được Nhật Bản cho là cần thiết và phù hợp với các quy tắc để có thể ngăn chặn tình trạng đầu cơ. Và đây cũng là một nội dung nổi bật được báo chí nước này quan tâm tuần qua. Phóng viên Long Nguyễn sẽ điểm qua một số bài viết đáng chú ý. Biến động của đồng yên đang là mối quan tâm của các nhà đầu tư. Đồng yên trượt giá so với đồng đô la Mỹ khi triển vọng chênh lệch lãi suất của Mỹ và Nhật Bản tiếp tục nới rộng. Báo Asahi đưa tin ngày 26 tháng 6, đồng yên tiếp tục mất giá và giảm xuống mức hơn 160 yên đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1986. Biến động của đồng yên là do quan điểm chính sách tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản sẽ được duy trì trong thời gian tới. Xu hướng bán đồng yên, mua đồng đô la Mỹ diễn ra mạnh khi lãi suất dài hạn tại Mỹ vẫn ở mức 4% và có sự chênh lệch lớn so với lãi suất chỉ 1% của Nhật Bản. Biến động của đồng yên cũng gây bất ngờ cho các doanh nghiệp khi mức dự báo tỷ giá trung bình của đồng yên cho năm 2024 cao hơn nhiều so với mức giao dịch hiện tại. Theo báo Nikkei, đồng yên hiện tại đã giảm xuống mức thấp hơn hồi tháng 4, thời điểm mà chính phủ và ngân hàng trung ương Nhật Bản đã có sự can thiệp. Do đó, thị trường đang cảnh giác trước khả năng can thiệp của Nhật Bản một lần nữa. Nikkei trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết, nếu thị trường biến động quá mức, Nhật Bản sẽ có hành động can thiệp thích hợp. Báo Mainichi trích phát biểu của Tân Công cự Databank cho thấy, dự báo tỷ giá hối đoái trung bình trong năm 2024 của 2.400 doanh nghiệp là 140,88 yên đổi 1 đô la Mỹ, cao hơn khoảng 20 yên so với mức giao dịch thực tế. Các doanh nghiệp cũng có quan điểm đồng yên đang biến động nhanh hơn dự kiến và đang theo dõi chặt chẽ biến động của tỷ giá để đánh giá tác động từ sự khác biệt giữa tỷ giá dự báo với thực tế. Cũng theo một cuộc khảo sát của Tây Công cự Databank thực hiện hồi tháng 5, các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng tỷ giá hối đoái phù hợp là khoảng từ 110 đến 120 yên đổi 1 đô la Mỹ. Mức giá thấp hơn dự kiến quá nhiều sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong dự báo triển vọng kinh doanh và dẫn đến hạn chế các khoản đầu tư mới, yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Làm nông nghiệp tay lấm chân bùn, nhưng nếu biết tính toán, nghề làm nông thì có thể giúp ta làm giàu. Đó là kinh nghiệm mà chị Lê Thị Sánh, một nhân viên ngân hàng đã bỏ phố về quê Hậu Giang chia sẻ. Chỉ bằng nguồn tiền thu được từ bông súng kiểng thì năm qua, gia đình chị không cần bỏ thêm đồng nào để chăm bón 10 công sầu riêng. Mô hình nghe khá lý tưởng, nhưng cụ thể như thế nào thì mời quý vị hãy cùng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Không chỉ đơn mạo như bông súng đồng thông thường,
bông súng mà chị Sánh đang trồng lại đa sắc, đa kiểu dáng và kích cỡ. Để không tốn nhiều công chăm sóc, chị Sánh cùng chồng tận dụng nguồn phân hữu cơ bón cho cây sầu riêng trôi xuống ao để giúp bông súng phát triển tốt. Khi hoa súng đạt cái mức độ ổn định, lá đủ thì mình sẽ thả nước từ dòng kinh sáng sờ no. Theo dòng nước thì chắc chắn sẽ có nguồn cá, thì mình có thể ngăn lưới trữ lại. Ốc cua thì nó sẽ ăn những cái lá già của súng thôi, thì mình sẽ nuôi được, là tận dụng được cái nguồn cá ốc tự nhiên để mình thêm một phần thu nhập. Còn hoa súng thì mình nhỏ bán hàng ngày. Tuy nhiên, nguồn thu của vợ chồng chị Sánh không chỉ là tận dụng nguồn lợi từ vườn sầu riêng để trồng hoa súng, mà là đây lại tạo nên những giống hoa súng độc lạ. Từ vài cây giống bông súng Thái và Úc ban đầu, hiện vợ chồng chị Sánh đã cho nhân lên và lại tạo được hơn 100 giống với nhiều màu sắc với tên gọi khác nhau như khao xanh, tím, vàng, cam, đa sắc. Tại em đang cầm trên tay là một bông hoa Thái Lai màu vàng. Thì đối với dòng hoa Thái Lai vàng này thì khá là đặc biệt. Phơm cánh của nó to hơn so với những dòng Thái Lai khác. Màu sắc của nó cực kỳ đậm. Và đặc biệt một điểm quan trọng là nó có phấn. Thì dòng hoa này nó có phấn thì nó sẽ tạo ra được con của nó rất là đẹp. Nên đây là điểm đặc biệt và có giá trị kinh tế. Hiện nguồn thu chính từ cây bông súng này chủ yếu là bán cây giống với giá từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng một cây. Ngoài ra, vợ chồng chị Sánh còn cắt cành bán cho khách có nhu cầu trang trí với giá một bó 10 bông 60.000 đồng. Với cách kinh doanh trên, mỗi tháng người phụ nữ này có thể thu về nguồn lợi nhuận hơn 60 triệu đồng. Tất cả sẽ được mang đầu tư trở lại cho cây sầu riêng. Từ một mô hình tận dụng ao dừa nhờ linh hoạt, vợ chồng chị Sánh vừa có được nguồn thu ổn định, vừa góp thêm cho quê hương một mô hình nông nghiệp mới đáng học hỏi.